Rồi, đây là cái đống quen cái đống cào ba lửa. Một cặp gương cho anh phân. Đây là cái gì đây? Màu văn nhân. Đây gì ta? Đâu? Không phải kiến, cái đó là chân trống à? Không phải. Cái này mới có sao. Cái này có nào? Tin nhắn còn không? Ưu điểm bình đại. À, cái này là cái bình xăng con. Bình xăng con của anh Nhân. Này không chính. À, anh Phong Văn Nhân ở bưu điện Bình Đại, khu phố 1, thị trấn Bình Đại, Bến Tre. Cái này là của anh Nhân, bình xăng con của anh Nhân nè. Này là hai cái chụp đèn lái của anh Võ Hữu Nghĩa, 340 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế nè. Đây là cổng dây điện sườn 82 có đề của anh Trương Đức Vũ, xí nghiệp 627 Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Này là cổ khóa của chị Võ Thị Cẩm Nhung, 6-1A, Thạch An, Mỹ Thớ, Long Xuyên, An Giang. Đây là hai cặp kiến xáo quải của anh Nguyễn Văn Hiến, Trời Chiều, xã Quảng Thành, Hải Hà, Quảng Ninh. Đây là cái niền, cái còi. Cái niền, cái còi. Như cái gì nữa quên rồi, ba món. Của anh Cao Hoàng Tùng, 257 Lê Lợi, phường 4, thành phố Trà Vinh. Và cuối cùng là cái chấm niên gắn máy, cái cần số. Chấm niên gắn máy cần số với lại hai cái tem xe cấp custom, tem nổi của anh Vũ Khắc Khuyến ở Nghệ An. Đây là khách quen, đây cũng là khách quen. Còn mấy cục đây là khách lạ. Rồi bây giờ đi gửi bưu điện. Ok, một đống chào á luôn. Đây. Đấy, một ngày nó tầm có 2, 4, 5, 6, 7. Có 7 cục vài chứ không nhiều đâu. Ok, các bạn có nhu cầu mua phụ tùng đi xe cấp thì liên hệ với mình nha. Đây, số điện thoại đây. Đó, số điện thoại đây. 0982116306. Rồi, phương thức mua hàng là chuyển tiền trước, nhận hàng sau, không ship COD. Xin cảm ơn tất cả các bạn.